lại kênh YouTube của mình nhá. Mình là Trường Sáo Diều đây. Hôm nay thì mình mới làm xong một con 3 mét khung tre anh em ạ. 3 mét này thì là mẫu là cờ đỏ sao vàng. Có một ông khách đặt mình 3 mét cờ đỏ sao vàng với cả một bộ sáo còng 3. Bây giờ mình sẽ đi review chi tiết từng cái sản phẩm của mình làm cho anh em xem. Đầu tiên là một cái cán này. Đấy, đây là cái cán nhá, bát 16. Cho anh em hỏi, nhiều anh em hỏi bảo là 3 mét thì anh em làm bát bao nhiêu? 3 mét làm bát 16 nhá. Anh em nào làm bát 20 cũng được. Nhưng bát 20 nó hơi cứng đối với mình. Còn đây là bộ khung tre mình mới làm xong, hoàn thiện được 80% rồi. Giờ chỉ việc ráp nhẫn và đi sơn bóng BU toa để chống mốc và chống mọt anh em ạ. Thì hiện tại bây giờ thì mình mở shop Diều Sáo rồi thì là mình sẽ có những cái con tem anh em ạ. Con tem bảo hành và anh em gãy lan đổi trả hay như thế nào thì phải có cái tem đấy của mình thì mình mới bảo hành được anh em nhá. Đây anh em xem cái con tem này. Đấy. Con tem của mình đây nhá. Lôi kết nối đam mê Facebook, YouTube là Trường Sáo Diều, số điện thoại của mình. Đấy. Bộ khung này thì là khung cho diều 3 mét thì mình đang làm bát 16 thì là rất chi là dẻo, đẹp. Tre rất chi là già luôn anh em nhá. Đấy. Để anh em đỡ thắc mắc thì một bộ khung tre cho diều 3 mét như thế này, khung không, mình đang bán là 400.000 anh em nhá. Cứ như này là 400 này. 400 như này. Còn đây là cái mẫu áo cờ đỏ sao vàng anh em nhá. Mẫu áo cờ đỏ sao vàng này thì là caro mới vải thường thì là đồng mình làm, mình đang may là đồng giá anh em nhá. Caro vải thường mẫu cờ đỏ sao vàng này mình đang may là 145.000 một mét áo không. Đấy. 145.000 một mét áo không. Còn đâu cứ cả combo lên diều 3 mét hoàn thiện này ấy, thì mình đang làm giá học sinh là 800.000 anh em nhá. 800. Đó anh em có thể một con diều, đã có một con diều 3 mét chơi. Ok anh em ạ. Bao mọi loại gió luôn, không bao giờ quay mà 100% ăn nhiều giữa. Khung tre mình ở vải vóc như nào để anh em theo dõi mình nhiều ở trên Facebook hoặc là Zalo hoặc YouTube thì anh em biết mình làm ăn uy tín hoặc là chất lượng như thế nào nhá. Tiếp theo là ông anh này làm cả một combo sáo còng 3 nữa anh em nhá. Sáo thì mình cũng có một cái tem bảo hành âm. Đấy. Mình cũng có một cái tem bảo hành âm. Cái tem bảo hành này thì mình mới làm xong trong vòng tầm nửa tháng này thôi. Đây là bộ sáo còng 3 đi 70 hay 68 như mình vẩy anh em nghe nhá. Đây là còng quài anh em nhá. Đây là còng quài. Bộ sáo này đang bán giá trên thị trường là 700.000 anh em nhá. 700.000 nhá. Có đai đồng đàng hoàng. Để bây giờ mình sẽ nắp ráp và hoàn thiện con 3 mét mẫu cờ đỏ sao vàng này cho anh em xem nó cái độ led hoặc là độ căng mọng của nó như thế nào anh em nhá. Đấy thưa anh em ạ, thì là sau một thời gian mình đã lên xong con 3 mét
khung tre cờ đỏ sao vàng anh em nhá. Anh em thì nhớ ok không? Chất không? 800 con này anh em mua thực sự mình lấy cái giá rất chi là phải chăng. Căng mọng và đẹp mini luôn nhá. Cái mẫu cờ đỏ sao vàng anh em đang làm rất chi là truyền thống và rất chi là được ưa chuộng. Còn đâu những video sau thì mình sẽ lên những con diều mẫu khác và báo giá cho anh em từng loại diều, mẫu diều và từng cái loại mẫu áo cho anh em xem nhé. Còn đâu như con này bây giờ mình đang bán là 800 anh em nhé. 800 anh em bảo con này là đắt hay rẻ. Anh em nếu mà cảm thấy đắt hay rẻ anh em comment ở dưới phần bình luận nhé. Đấy, như bộ này, mấy bộ này này là mình đang cả combo này là 1,5 triệu anh em nhá. 1,5 triệu là anh em chỉ việc về thả thôi. Đấy, con này thì mình chưa làm xong hoàn thiện 100% được. Còn nèo này, chỗ go dây go này, chỗ kéo dây đuôi này, buộc sáo với buộc yếc nữa. Lưu ý anh em lưu ý này, làm diều làm sáo bên mình thì mình sẽ lên cả combo như này này thì mình sẽ tặng 500 mét dây theo diều luôn anh em ạ. Anh em chỉ việc bỏ 1,000,000 dây anh em ra, anh em về anh em thả đầy đủ luôn. Có đầy đủ như phụ kiện tất cả mọi thứ. Chơi luôn, anh em là mà vui tính mà dễ tính mà hay ủng hộ mình còn tặng lên cả đôi với cả tay kéo diều đấy anh em ạ. Đấy. Như bộ này đẹp không anh em? Đấy. Anh em nào mà muốn làm diều, may áo lên khung, phụ kiện lan cắp, carbon, cắp quang, sáo, sủng, chỉnh âm như nào thì cứ comment ở dưới liên hệ Facebook, Zalo của mình nhé. Những các em học sinh mà muốn làm diều thì phải bảo phụ huynh học sinh gọi điện cho mình nhé, thì mình mới làm. Còn đâu các em vừa rồi mình bị hai phố các em học sinh làm diều mình gửi đi không nhận, nó bắt đầu gọi bố mẹ mới nhận hàng hộ đấy.